Các báo cáo cho biết lính Nga có thể để lại T-90M ở vị trí cũ sau khi nó bị đứt xích. Ở một góc nhìn từ phía sau xe tăng, có vẻ một phần bánh xích bên trái của xe hư hỏng, không thể sửa chữa tại chỗ. Trong một đoạn video lan truyền khác, chiếc T-90M được một xe tăng Ukraine kéo đi, cho thấy nó đã mất khả năng cơ động. Chiếc T-90M đứt xích có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ địa hình, thiếu bảo dưỡng hoặc đơn giản là kỹ năng lái xe kém. Tùy thuộc vào từng mức độ quá trình sửa chữa xích bị đứt có thể được thực hiện trên chiến trường hoặc đưa xe trở lại vùng hậu cứ. Các chuyên gia cho rằng việc sửa chữa lại bánh xích là một quá trình phức tạp và do đó, lính Nga có thể buộc phải bỏ lại nó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều đáng ngạc nhiên là quân Nga dường như không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để phá hủy chiếc xe, bởi họ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của xe nếu đánh giá được việc không thể quay trở lại. Đặc điểm của xe tăng T-90M T-90M là xe tăng chiến đấu chủ lực, sở hữu công nghệ tiên tiến nhất của Nga và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ. Lô xe tăng T-90M đầu tiên được cho là đã được chuyển giao cho Sư đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 2MI Kalinin Taman, thường được gọi là Sư đoàn Taman hoặc Taman vào năm 2020. Các báo cáo cho biết, khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2, chỉ có 100 xe tăng T-90M được đưa vào phục vụ. Báo cáo cho biết T90M có khả năng bảo vệ và đối phó tốt hơn so với những người tiền nhiệm của nó nhờ trang bị áo giáp tiên tiến. Xe tăng T90M bị thu giữ được trang bị vật liệu hấp thụ radar NKK đặc biệt nhằm vô hiệu hóa hồng ngoại, nhiệt, băng tần radar. Đây là lớp ngụy trang giúp cho phương tiện lớn như xe tăng dễ hòa mình vào chiến trường trước các radar và máy ảnh nhiệt. Vật liệu hấp thụ radar Nikkka cũng có thể được sử dụng để ngụy trang công sự chiến trường, bãi chứa đạn dược và các mục tiêu khác. T90M còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp Kalina. Đây là hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân được lắp trên siêu tăng T14 Armata. Hệ thống Kalina với các cảm biến hiện đại cho phép theo dõi mục tiêu tự động và khóa pháo chính vào mục tiêu cho đến khi pháo thủ khai hỏa hệ thống cảm biến trên T90M có thể xác định mục tiêu cỡ xe tăng ở cự ly 5.500m trong điều kiện ban ngày, 2.000m trong điều kiện đêm tối. Đối với hệ thống phòng vệ T90M được trang bị giáp phản ứng nổ IAA Relic thế hệ mới thay cho Contact 5 IAA. Relic được thiết kế dạng mô đun bọc phía trước tháp pháo, hai bên hông và các khu vực quan trọng của xe tăng. Thiết kế dạng mô đun cho phép dễ dàng thay thế trong điều kiện chiến trường. Relic cung cấp khả năng bảo vệ tăng 50%, chống lại các loại đạn xuyên giáp tên lửa chống tăng. Hệ thống phòng vệ trên T-90M được đánh giá toàn diện trên các dòng xe tăng Nga hiện đại, ngoại trừ T-14 Amata. Phía sau tháp pháo, đuôi xe được gắn hệ thống lồng thép, giúp tăng khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn bắn từ súng phóng lựu chống tăng. Khoảng hở giữa tháp pháo và thân xe được bọc lưới bảo vệ để tăng khả năng cản phá các loại đạn chống tăng. Ngoài ra, T-90M còn được lắp hệ thống phòng thủ chủ động tương tự Afghanistan loại dùng trên siêu tăng T-14 Armata. Nó gồm các cảm biến lắp quanh tháp pháo để phát hiện mối đe dọa, sau đó phóng cái khối đánh chặn để phá hủy đầu đạn trước khi nó tác động đến thân xe. Giới phân tích quân sự đánh giá, nhờ cập nhật các công nghệ mới, T-90M đã thực sự lột xác tạo nên một nắm đấm hỏa lực uy lực trên chiến trường dựa trên bộ khung cũ của T-90. Tại sao mất T-90M là một trở ngại lớn đối với Moscow? Việc Ukraine tìm thấy xe tăng T-90M trong tình trạng tốt có thể gây thêm nhiều phiền phức cho Moscow bởi vì nó sẽ được bổ sung vào danh sách hàng nghìn chiếc xe tăng mà Ukraine ước tính Nga tổn thất trong hơn 6 tháng chiến tranh. Trong bản cập nhật hôm thứ Hai ngày 19 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 2.212 xe tăng Nga đã bị loại bỏ kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Đặc biệt, việc quân đội Ukraine thu giữ chiếc xe tăng của Nga trong tình trạng hoàn hảo, không bị hư hỏng, giờ đây mang lại cho Ukraine cơ hội sử dụng nó để chống lại những kẻ xâm lược. Trước đó, hồi đầu tháng 5, vài ngày sau khi Ukraine lần đầu tiên báo cáo sự hiện diện của các xe tăng T-90M của Nga trong cuộc chiến tại nước này, một nhà báo chia sẻ trên mạng xã hội các bức ảnh chiếc xe tăng mà các chuyên gia cho rằng đây là vụ tổn thất chiếc xe tăng T-90M đầu tiên của Nga được xác nhận. Trước đây một tuần sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố đoạn video cho thấy họ đã tiêu diệt một chiếc xe tăng T-90M khác ở Kharkiv bằng súng phóng lựu chống tăng cầm tay Kha-Gunstab của Thụy Điển. Trong khi Ukraine giành lại được một số khu vực do Nga chiếm đóng ở Kharkiv, trong cuộc phản công, các lực lượng của Kyiv cũng được cho là đã thu giữ nhiều thiết bị quân sự mà quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ lại trong khi rút chạy khỏi các khu vực này. Tuần trước, Cơ quan An ninh Ukraine SBU chia sẻ các bức ảnh trên mạng xã hội về những gì mà họ nói là các kho vũ khí mà người Nga bỏ lại trong khu vực. Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, chúng tôi biết phải làm gì với chúng và chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng theo mục đích dự định của chúng, chống lại kẻ thù. Tuần trước, ông Anton Giratchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, cũng nói đùa trên Twitter rằng quân đội Ukraine đã nhận được các thiết bị vật tư cho vay không lấy lãi, đầu tiên từ Nga ở Izium, thành phố ở Kharkiv, gần đây được giải phóng bởi sự kiểm soát của Nga. Và đến đây, mục tin chuyên đề của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị có thể để lại bình luận để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. Mai Anh xin kính chào và hẹn gặp lại!